khủng, nhất dịp 8/3, khách đặt bó hoa đặc biệt làm từ 100 cây vàng trị giá bằng cả căn nhà, chủ shop vừa mừng vừa lo. Bó hoa được làm từ 100 cây vàng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ chịu chơi của ông chồng quốc dân. Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ những hình ảnh về một bó hoa 100 cây vàng tại một tiệm hoa khiến nhiều người không khỏi chú ý. Đặc biệt tại thời điểm giá vàng lên cao đến hơn 70 triệu đồng một lượng. Bó hoa làm từ 100 lượng cây vàng, xung quanh là những bông hoa baby màu trắng tinh tế, bên ngoài là lớp giấy bọc đỏ nhung rực rỡ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ chịu chơi của chủ nhân bó hoa này. Liên hệ với anh Điền, chủ cửa hàng Minh Dion Florist người làm ra bó hoa, được biết anh đã mất khoảng 2 giờ đồng hồ để cẩn thận gia công bó hoa của một vị khách trung niên ở Cần Thơ tặng cho vợ nhân ngày 8 tháng 3. Nhận được đơn hàng, mình vừa mừng vừa lo vì giá trị quá lớn. Anh Điền cũng cho hay, dù đã làm nghề này 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận